Xin chào tất cả mọi người, hôm nay ngày mới chúc cả mọi người vui vẻ nha. Các bạn ơi, hôm nay mình làm clip theo một ý tưởng của bạn đã comment. Anh Hưng ơi, hãy làm clip thử thách người cuối cùng ngừng ăn lem chua rán các bạn nha. Đấy, các bạn nhìn này, mình mua rất là nhiều lem chua rán các bạn nhá. Và hôm nay mình có sáng tạo thêm một tí, đó là ăn lem chua rán sốt với lại Sam Giang các bạn nhá. Đấy, hôm nay mình có Sam Giang X1 này, X2 và X3 này, và có cả nước sốt siêu cay tử thần các bạn nhìn chưa. Đấy, và cả mắm tôm nữa các bạn nhá. Hình thức chơi nào anh nhỉ? Rồi, luật chơi ngày hôm nay đó là mỗi vòng sẽ có một đĩa lem chua rán như thế này, một hộp này các bạn nhá. Đấy, mỗi vòng sẽ một hộp này. Một hộp luôn hả anh? Đúng rồi. Nhiều đấy nhỉ. Và nhiều chúng ta đấy. Sẽ phải bốc thăm, đó là bốc thăm và nước sốt siêu cay X Sam Giang 1, Sam Giang 2, Sam Giang X3 và nước sốt siêu cay tử thần. Đấy, và mắm tôm. Và có cả ô nước ngọt nữa. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Hiểu không nhỉ? Phần thưởng mình sẽ tra cho trận chiến này sẽ là 500 đô bạn nhá. Còn hình phạt. Còn hình phạt ngày hôm nay thì các bạn ơi, mình sẽ bắt chống đẩy 50 cái các bạn nhá. Đấy. Thì các bạn thấy video này mình hay, nhớ like và chia sẻ ủng hộ mình các bạn nha. Các bạn có ý tưởng nào hay hãy comment ở video này. Ý tưởng là nhớ like mình sẽ thực hiện theo bạn nha. Đấy. Thì trận chiến người cuối cùng ngừng ăn lem chua rán sốt Sam Giang bắt đầu các bạn nhá. Rồi, sẵn sàng chưa? Đấy, bây giờ bốc thăm nhá, xem chọn nước sốt Sam Giang nào nhá, để anh đi chiên cái đĩa lem chua rán nào. Ok chưa? Ok. Rồi bốc thăm đi. Ốp đi. Vòng đầu mà được nước ngọt thì các bạn may mắn đấy, vậy rồi nhỉ. Vòng đầu được nước ngọt là may mắn rồi. Đây đây. Đây Sam Giang rồi. Ui. Ui. Mắm tôm. Mình nhận X10 các bạn ơi. X10. Mình nước ngọt các bạn ạ. Ôi nước ngọt ơi, anh Hoàng sướng đấy nhở. Vòng đầu may quá các bạn. Rồi các bạn ơi, người chơi chúng ta đã bốc thăm rồi các bạn nhá. Đấy, mỗi vòng là mình sẽ mang đi chiên một lần, hậu sẽ là đầu bếp. Một lần một vòng một hồi luôn anh. Rồi. Đấy các bạn nhớ chưa? Wow, các bạn ơi, xèo xèo luôn. Đảo ra. Đấy. Không được chạm nữa các bạn ạ, chạm là nát đấy. Đấy. Mỗi vòng là một đĩa một hộp các bạn nhá. Yeah. Này người chơi có tha hồ ăn các bạn. Các bạn ơi, chín rồi nhá, họ bớt ra đĩa đi. Chín rồi các bạn ạ, bằng sộ rồi. Đấy. Đúng. Đấy, đấy các bạn. Đồ ăn hấp dẫn các bạn ạ. Anh nhớ chưa, bằng sộ luôn. Đấy. Ngoài quán á, các bạn mà mua một đĩa này chỉ được tầm mấy cái thôi. Đấy, mà 50.000. 50.000 rồi. Đấy. Đây các bạn này. Rồi. Wow. Một đĩa các bạn nha. Đấy. Wow, một đĩa đầy luôn. Rồi. Đấy các bạn ơi, anh Hoàng may mắn là nước ngọt nha. Đấy, đĩa lem chua rán vừa chiên xong. Của Bách. Của Cường. Wow. Mắm tôm các bạn ạ. Của Nguyên. Mình. Đấy. Nước ngọt này sẽ là của anh Hoàng nha. Mình may mắn quá các bạn. Đấy, mắm tôm này của Cường này. Ngon các bạn nha. Đấy. Siêu cay X10 các bạn nhá. Đây là loại cam tang cáp ba san siêu cay các bạn ạ. Đấy Bách. Nguyên. Cái này cho như nào anh nhở? Đôi. Đấy. Chưa mở lắm. Đã gửi như mùi các bạn ạ. Cho bà Ly này nhá. Đây mang em cho. Anh ấy đầy thế này á? Không cần đầy, cứ vừa phải được. Phải thôi. Rồi. Mình mời Cường nhá các bạn ơi. Đấy Cường nhá. Đây chưa anh. Chưa rồi, đúng biết được rồi. Nhìn xem vào đi. Wow, các bạn nhìn này. Các bạn này nhìn X10 nó khác vì Sam Giang các bạn ạ. Đấy, ừ, các bạn nhá, các bạn nhìn này. Lưỡi đạp. Các bạn chưa? Đây, khả năng cày lắm rồi. Nữa đi. Nữa đi. Rồi. Ôi thật các bạn ơi. Từ mình tới các bạn nhá. Anh còn cứ đu đu không? Ném đảo vào đều đi. Rồi. Tình Cường thối quá cơ. Các bạn này lần lượt chết mình gặp anh ít đảo lên nha. Đảo lên. Thối lắm. Bách đảo đều lên. Thì bạn đi ăn đi. Các bạn ơi, đúng mà từ bé lớn là lần đầu tiên được ăn ăn lem chua rán với mắm tôm các bạn ạ. Mình chưa ăn cái này bao giờ các bạn ạ. Các bạn ơi. Từ lúc cuộc chiến khi anh cay là nhục chân cho anh ít 10 các bạn nhá. Ơi, bây giờ mình ăn nha các bạn ơi. Đảo lên. Mình ấy mua các bạn, cái này nó mà cay rồi. Các bạn ơi, thế này là đầy rồi, không có một chỗ nào ra đi rồi là đầy rồi các bạn. Rồi, đấy Bách ăn đi. Cảm ơn nha. Rồi, xem thử cái này này. Cái này cho các bạn xem nó như nào. Các bạn, mình uống nước chả cay gì. Ngon các bạn ơi, nước ngọt cay rồi, yêu cay nó nước các bạn nhỉ. Chúc mấy em ăn ngon miệng nhá. Các bạn ơi, mình ăn miếng đậm nhất các bạn nhá. Mình thử luôn nè. Cay không? Bếp mưa à? Thử đi, hồi hộp quá. Sốc. Sốc. Wow. Nó như nào? Sốc.
Đúng. Ngon gấp 100 lần trăm giang các bạn ạ. Trăm lần các bạn. Ngon, ngon không bay. Chắc không ngon rồi. Cay ăn cái gì? Cay cái cổ. Rồi. Bạn mắm tôm nó bị ba ba nó chẳng dính gì. Đấy. Lại phải chấm từ kém một các bạn ạ. Em ăn bắt đầu. Wow. Hai anh ạ. À, ôi chiến các bạn nhá, mời các bạn nhá. Gì của tôi à? Mùi kinh quá các bạn. Cưa Cường ra một góc rồi. Mùi kinh lắm. Đấy Cường nhặt cái kia lên. Ui. Rồi Cường thế nào? Buồn lắm mặn các bạn. Mà nó khăm khám luôn, thôi thôi nữa. Khiếp thật. À. Ui. Cay thế hả bách? Lần đầu tiên mình thấy lem chua rán chấm mắm tôm các bạn ạ. Mình thấy mùi lắm không ạ? Kinh quá. Mình uống nước còn thấy cảm thấy ghê ghê. Này xem nhà mình ăn được, tại lại mình không ăn được những cái bóng ấy cô không? Thế à? Thế chứ không chưa? Em ấy còn lâu. Nhìn chịu thua đi. Wow. Trời ơi, ăn cái này cay nhưng vẫn ngon lắm. Rồi, Bách nó khó chịu chẳng bạn. Bách cay quá đâu ạ. Ăn nó. Bách sao đấy? Nhăn đấy. Cay thôi. Bách làm sao mu mặt đây? Cay anh ạ. Ui ôi các bạn ơi, chảy nước mắt rồi các bạn ơi. Các bạn ơi, nhỏ tôi mu mặt các bạn ạ. Đấy, nó cay thế à? Vâng, nó cay anh ạ. Mình ngồi gần luôn, mình hít luôn, đã thấy nó sặc các bạn ạ. Nhưng cay nó lòng thật các bạn. Nó bay mắt. Anh bay vào mình em mắt. Anh Hưng ơi. Sao? Chị thua anh ạ. Không được đó. Luôn luôn. Sao thua nó không màu đá luôn à? Các bạn ơi, mình nó cũng làm là những chân nhanh nó xua rồi nó gây mất chỗ này các bạn ạ. Rồi em bị thua. Ui các bạn ơi, Bách không thể cố là Bách là người ăn cay khá giỏi nhưng đến chai này là chịu thua luôn vào một á. Ờ em bị thua rồi. Thôi được rồi. Đấy ok quay đây đi nè. Lần đầu tiên mình thấy cuộc thi có người ra đầu tiên luôn mà các bạn ơi, các bạn thử ăn cái chai nước sốt nước sốt Captain cay này các bạn ơi. Wow. Đấy. Cái ra ngay vào mồm các bạn ạ. Nguyên thì sao? Em chưa ra được đây ạ. Bách bảo là kiểm lắm cơ mà. Đi biết đâu Nguyên vào. Đi vào cay X10 lại ra đi. Đấy. Cường thì sao? Khó ăn thật các bạn. Các bạn mình được cái may mắn bốc vào vòng đầu nước ngọt các bạn. Nhưng mà sợ đỏ đầu rồi đen đít. Rồi. Không biết nào. Cứ may mắn thì không phải vào cái chai này các bạn. Thế nếu mà Bách mà ra cái chai này là mình cũng nguy cơ đấy các bạn. Nếu mà mình vào. Tại vì mình với Bách ăn cay cũng tương đương nhau thôi các bạn. Rồi. Người sắp hết rồi các bạn ơi. Mình còn ai cần nữa là hết rồi các bạn. Đấy. Nguyên mới là Samsung cay X1 thôi các bạn nha. X1 cũng gọi là cay rồi các bạn. Rồi. Cố lên. Khiếp nó ghê các bạn ơi. Thối thật, ngồi gần cầu thối lắm các bạn. Rồi. Mùi mắm tôm. Cứ ăn lem chua rán vậy mắm tôm nó thế nào? Nó khăm nó thối mà từ thủa để ăn giờ. Nó mặn đúng không? Chưa giờ ăn có clip nó này. Kinh dị này thật. Mình hết chai nước luôn các bạn. Rồi. Các bạn ngủ hết rồi không? Rồi Nguyên hết rồi, còn Cường thôi. Đấy Cường còn 3 miếng các bạn ơi. Lần đầu tiên trong lịch sử Hưng về Hưng chôn của mình các bạn ạ. Người đầu tiên ra thì khỏi vòng 1 là Bách các bạn nhá. Bách phá kỷ lục luôn. Rồi. Cố lên. Giờ căn bản chắc nó cay quá các bạn. Cay quá. Rồi. Cái mùi nó cay các bạn. Nếu mà khả năng mình bốc vào, khả năng mình cũng bị già đấy các bạn. Rồi. Tại vì Bách mới ăn được 1-2 miếng thôi. Rồi chốt đây nhanh lên. Cay lè luôn các bạn. Rồi các bạn ơi, xong rồi các bạn nha. Vòng tiếp theo. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đấy, nếu mà siêu cay X10 nữa là dạy ra đi. Hoảng đấy luôn các bạn. Rồi bắt đầu. Dưng à, mình dưng các bạn. Ôi ok. Ui lại Samsung rồi. Samsung X1 các bạn ạ. Samsung X1. Mình bật tôm các bạn. Wow. X3. Mình X3. Samsung X3. Wow. Ok. Đấy các bạn ơi, có anh Hoàng nha. Anh thử cảm giác ăn mắm tôm đi. Ngon. Đây của em. Ngon. Rồi Nguyên. Rồi Nguyên là Samsung X3 đúng không? Em là Samsung X3. Màu hồng này. Samsung X1 của Cường này. Các bạn giống có một tí mắm tôm cái này. Mắm tôm mà của anh Hoàng nha. Thử mình nha các bạn nha. Mình rốt ra nha các bạn nha. Rồi. Anh nha. Rồi.
Đấy. Ui. Cường bóp tay. Đấy, lưới. Đừng bắn áo. Ui. Bảo bắn áo. Bắn thật các bạn ạ. Cái bắn thật các bạn. Rồi. Thôi các bạn ạ, cẩn thận nào. Cường đổ thêm vào đây, băng nguyên vào. Khiếp thật. Đấy các bạn nhìn này. Các bạn ơi, giờ mình tới nhá. Thôi, cần thôi. Rồi, đang đổ anh này, bắn đầy mắm tôi mọi người các bạn. Dốc cao lên nào ra. Ê, mình tới đâu nhá các bạn nhá. Đấy, bên chỗ này chưa có á. Rồi. Khiếp thật. Hỏa chưa bằng thấp nào ra. Đây nhá, mình tới đầy đủ rồi. Đấy. Mình hơi bị khéo tay các bạn. Mình sẽ tưới nó. Chưa được, đều tay vào. Rồi trộn lẫn lên. Chỗ nào nó phải có các bạn nhá. Hết đi. Tới hơi lâu. Đấy. Thế nên mới đều. Mình tưới nhá các bạn nhá. Rồi, anh Hoàng tưới lên. Thối thế. Đấy, mắm tôm ạ. Của thối Cường lại đấy các bạn. Thối lắm. Nó bắn ra áo các bạn, khiếp mùi ghê. Rồi, bắt đầu. Chiến đi. Chiến đi. Mình đấy, nhờ. Vòng này may là không có ai vào Sam Giang X1, à X10 các bạn nhá. À, chai đấy không phải chai Sam Giang đâu các bạn ạ. Đấy, chai đấy nó là chai Captain các bạn ạ. Kiểu như là chai kiểu ăn vào là chết luôn đấy các bạn mình, ạ. Mình gọi là đấy là cay thần tốc. Chai này không bao ai người được chặn các bạn. Đấy là gọi là cay, mình đặt cho biệt danh là cay thần tốc. Tại vì vào nó là thần tốc ra nhanh. Đúng rồi, ok. Cay quá. Cay quá. Đấy. Rồi, cố lên đi. Thối lại còn mặn nữa. Quá. Thối lại còn mặn quá. Rồi. Ghê quá. Ghê quá các bạn. Cố lên. Mùi chấm mà. Các bạn ơi, cay quá. Cay quá. Còn mình cũng cay. Ăn. Thối quá các bạn. Đấy. Em chua rán nó ngon mà. Ăn ngon nhưng mà cay anh ạ. Anh ngon chứ cho chấm xăm rang đi. Mắm tôm này. Rồi. Làm sao cảm nhận được vị gốc được. Cái này chỉ chấm cho hơi cay thôi các bạn. Rồi. Cố lên. Đấy, hôm nay bách ra các bạn ạ. Cơ hội còn 3 người nữa. Bách mới ra đầu tiên là. Bách vào bụng lại ra các bạn. Các bạn là vào cái siêu quay. Nếu phải mình mà mình chắc cũng ra ấy. Mình chưa thử ông chế mình chế bốc được vào các bạn. Mình nghĩ á. Cố lên. Mình đoán trước phận của mình hôm nay như nào các bạn. Thối thế. Thối ơi. Đấy. Thối hận các bạn. Không biết mình vào tôm mình có ăn được không nữa. Giờ mình ngờ mình đã thấy thối rồi. Nghe thế nào. Mắm tôm nó là một gia vị rất là nổi tiếng của Việt Nam. Có mấy thịt có mấy đậu ạ. Rồi. Và ăn này phải pha mà nhá, không bao giờ để nguyên chất này được. Nguyên chất này ăn nó mặn lắm. Cố lên. Đấy. Ông buồn nọ buồn. Nguyên chịu thua chưa? Em chưa. Cường chịu thua chưa? Em chưa nè. Đấy. Anh Hoàng chịu thua chưa? Chưa. Chưa đi đây. Cái này chỉ ghê thôi chứ nó không bị cay vậy. Cái không cay nhưng nó chỉ mặn, nó ăn nó hơi khổ. Vẫn ăn được. Rồi. Cay quá. Đấy các bạn ơi, Sam Giang này vẫn chưa bằng gì các bạn ạ. Đấy, giờ mới biết là cái chai nó lại kinh khủng như này. Gọi là cụ rồi. Rồi. Đấy. Nên cấp thành thánh rồi. Cấp tốc. Ok. Thử á. Đấy, Nguyên sắp hết rồi, Cường sắp hết rồi. Mặn rồi. Anh Hoàng cũng sắp hết rồi các bạn ơi. Cố lên. Thành quá mà, cùng quá mà. Sếp. Cố lên. Sợ luôn. Đấy các bạn nhìn này. Cường sao đây? Cay quá tắt hồi này. Các bạn ơi, mình còn mỗi cái thôi, giờ mình ăn nốt nha các bạn không? Rồi, ok. Cố lên. Bạn giúp cái đầu à? Đấy, các bạn thấy cái video này của bọn mình hay, nhớ like và chia sẻ ủng hộ bọn mình các bạn nha. Đấy, đây là một ý tưởng của bạn đã comment mình làm người cuối cùng ăn nem chua rán các bạn nhá. Đấy. Rồi. Cố lên. Anh Hoàng sắp hết các bạn ơi. Sang. Cố lên. Rồi nghe đi. Nó bay mùi sang ghê thật các bạn. Thối là thối luôn. Rồi. Mình còn 2 cái các bạn nhá. Rồi. Cay quá.
mắm tôm này nó rất ngon nhưng nó chỉ hợp với cái gì chấm với nó thôi các bạn ạ. Chó. Trước mình thịt gà chấm mắm tôm mình không ăn được. Nấu gà. Rồi, anh Hoàng nghe đi. Nấu mắm tôm. Anh cố lại nhá. Rồi, Cường còn miếng cuối các bạn nhá. Đấy, anh Hoàng còn miếng nữa thôi. Miếng nữa thôi. Anh Hoàng nhịn thua chưa? Chưa. Rồi, Cường nhịn thua chưa? Chưa anh ơi. Đấy, vòng tiếp theo các bạn nha. Sẵn sàng chưa? Đấy, bốc thăm nha. Vòng thứ 3 các bạn ơi. Cảnh quá các bạn. Đấy, xem ai vào gì nào. Đây. Đấy, cái Samsung X10 đâu rồi? Tay vẫn đang rồi. Tay giờ vẫn ám mùi các bạn. Mình X3 chứ các bạn nhá. X3. Mình X2 các bạn. X2. Lại mắm tôm. Lại mắm tôm. Thối lắm rồi. Ok. Rồi, các bạn ơi. Samsung X2. Đấy, mắm tôm. Ngon các bạn ạ. X3, nguyên lại X3. Mình hai cái X3 rồi. Rồi. Mình lé lé cường ra một tí nhé các bạn nhé. Rồi, anh vừa ăn xong chắc anh quen rồi. Quen gì sợ rồi. Rồi. Đấy. Khiếp. Được chưa nhỉ? Chưa. Chưa. Được chưa? Rồi, các bạn ơi. Chai này dằm nó ra. Lấy chiếc đũa cái dằm ra. Chai này thối cả chai lúc nãy. Đấy. Rồi, các bạn ơi. Dằm đều đấy nhá. Cái đây thành cục giờ mình dầm ra nhá. Mình khuấy lên nhá các bạn nhá. Rồi. Đấy của anh Hoàng đều phết này các bạn nhìn này. Đấy, ngoài kia nữa, ngoài cùng. Con mang đũa này mấy. Đấy. Đây đây. Đấy sang Giang đây. Đây giờ mình tới vào nhá các bạn nhá. Đấy. Sang Giang này nó hơi bị đặc. Rồi cũng đấy. Các bạn ơi. Rồi. Đào đèo lên. Lấy các thứ đảo đèo lên. Đấy các bạn ơi, không có cái, có cái không các bạn ạ. Nói chung sắp răng cũng vào mồm mình hết mà thôi. Đấy, không mình bắt phải đèo đèo các bạn ạ. Không đi đâu hết. Không đi đâu mà chỉ thật. Nó vẫn vào mồm mình hết mà. Đấy. Wow, tài quá. Rồi. Giờ mình ăn nhá. Khiếp người nó lạnh thật. Mình không ăn mắm tôm nhưng mình người mình đã về. Không đủ. Rồi. Mình lấy mình lời. Còn chưa chưa? Cố anh ạ. Phải cố. Đấy, Samsung X2 là thế nào anh Hoàng? Có cái hùa ạ. Rồi, đấy các bạn ơi, chưa ai vào X10 các bạn ạ. Đấy. Mày lắm các bạn. Cường mẹ rồi các bạn ơi. Đấy, cố lên. Cố lên. Mà không cố được thì đi ra đi. Đúng rồi. Đấy. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Thối, thối nhiều rồi bạn. Mình lại ăn tí thôi bạn. Rồi. Chắc cũng lại ra đi rồi. Đấy, cố lên. Cày quá mình kém các bạn. Rồi. Đấy, anh Hoàng các bạn X2 các bạn nha. Bữa ốc luôn. Kiếp, thối các bạn, nó khó ăn. Chai nó khó ăn hơn chai trước các bạn. À. Chai bé này nó sẽ mùi hơn là so với chai to các bạn ạ. Nó sẽ đặc hơn. Nó ăn phải nó lạnh mùi. Rồi. Mình chưa ăn mình người đã ghê rồi. Đấy. Nguyên thế nào? Em người cài quên lắm. Rồi, chịu thua chưa? Em chưa. Đấy. Hiệp ghê thật. Mình cài quá không ạ? Rồi. Đấy các bạn ơi. Cuộc đời nó đen mà, hai mắm tôm liền. Đấy. Sợ luôn. Thôi, mắm tôm, thối lắm các bạn. Mình người đã thối hơn chưa phải ăn. Ôi, mình hát xì hơi luôn các bạn ạ. Các quả mắm tôm. Đấy. Mình thèm. Các em miếng. Thôi. Đấy, cố lên đi. Đấy. Các bạn ơi, Nguyên sắp hết rồi. Cường sắp hết rồi. Mình nha các bạn. Cay đến nỗi không còn cái vị gì của nó nhưng cứ rán nữa các bạn. Nè lưỡi luôn. Mua cố ở dưới bình thường các bạn. Đấy các bạn ơi, các bạn dự đoán hôm nay ai sẽ là người chiến thắng? Ngươi làm sao đấy? Nó sốc lên tận đầu các bạn. Đấy. Kéo chảy nước mắt các bạn ạ. Bách vừa đấy chảy nước mắt các bạn nha. Cố lên. Ui đồ ghê. Chưa ai vào chai của Bách nhỉ? Chắc vào lại ra đi rồi. Các bạn xong mình dã chai mắm tôm thì mình xin thua luôn. Rồi, cửa hai mắm tôm rồi các bạn ạ. Sợ thật khó ăn. Cố lên. Đấy các bạn nhìn chưa? Cay. Cay lắm.
Rồi. Cường còn 3 miếng thôi. Cố lên, anh Hoàng còn 4 miếng. 4 miếng nữa. Đi mấy rồi? Đấy, Nguyên Hoa rồi. Các bạn. Mắm tôm với muối, vẫn rùi các bạn ạ, rùi nhạc. Đấy, các bạn khách không mời đấy. Đấy, đúng rồi. Mắm tôm này nguyên chất luôn các bạn nhá. Ăn có cả sạn này. Chân sật luôn. Rồi. Cố lên. Anh Hoàng hết rồi các bạn ơi. Mà mốt. Rồi, cuối bạn nhá. Rồi, cơ còn miếng cuối cùng. Còn nguyên nữa, còn 2 miếng nữa. Nguyên còn 2 miếng. Đấy, cố lên. Cây nhưng vẫn cố các bạn. Rồi. Đấy, nốt nào. Rồi. Có ai nhận thua chưa? Thua rồi. Rồi, vòng tiếp theo các bạn nha. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đấy, mình để sẵn 3 đĩa lem chua rán các bạn nha. Đấy, bây giờ bốc thăm nào. Đâu là nhằng vào nước ngọt các bạn nhỉ? Đấy. Mình chưa vào nước xem ngọt. Sáng này, chán này. Đấy, nếu mà vào nước ngọt thì giả lại đĩa đấy cho anh. Sao mình là sao ra X1? Sao ra X1? Của mình X2 các bạn. X3. X2, X3. Lại okay. X2. Được rồi. Thôi, X3 của ai nhờ? X2 của anh. À, X2 của anh. Lại X2 các bạn. Có em. Đấy, như được X1. Ui, Cường X3. Lại đóng cái canh đấy. Hết các bạn. Hai Cường ăn mắm tôm ăn cho đổ ấy. Thôi nhờ, em xin thua. Hết đi, hết chai đi anh. Hết chai hết rồi. Rồi, X3. Rồi. Đấy, đổ vào đi. Ê, nhờ mình lại tưới nhờ mình. Đổ luôn các bạn nhá. Rồi, tưới vào. Mình giải ra tưới cho đều. Đều ấy, cao tay lên Nguyên, nó mới đều. Đấy. Đều lắm rồi bạn ơi. Rồi, đấy cho nó đều các bạn ạ. Bởi vì là các bạn ạ, cái có cái không các bạn nhá. Cái nào phải có các bạn nhá. Rồi. Chỉ mình tưới lấy là đều nhất. Đấy các bạn nhài, Cường rất đều. Chanh. Đấy, Nguyên cũng đều. Chiến luôn. Đấy. Mình cay bốn não rồi. Đấy, Nguyên là ăn mấy cái san rang nhỉ? Em ăn từ đầu đến cuối san rang hết. Đấy, anh Hoàng mới được vào một nước ngọt các bạn ạ. Là tổng hai san rang là hai san rang. Một nước ngọt một mắm tôm. Nước ngọt một mắm tôm. Mình hai san rang hai mắm tôm. Các bạn okay. Ơi, mình mời các bạn thưởng thức nem chua sốt san rang của mình á. Rồi, chút một cay. Đấy. Thì đi anh em chua rán chấm tương ớt nó cũng cay, chấm cái này nó cay hơn tí mà cay, sao? Cay cay gấp nhiều lần đúng không ạ? Rồi. Gấp trăm lần tương ớt các bạn nhá. Wow. Đấy, Nguyên chịu thua chưa? Em chưa. Đấy, Nguyên đã khỏe phết các bạn ạ. Không biết là anh Nguyên có phải chống đẩy không các bạn nhá. Nhưng không biết mình cứ cố gắng thôi các bạn. Đấy, cái lọ X10 đấy chưa ai vào các bạn ạ. Đấy. Mình nghĩ là vòng tới, vòng nữa thì sẽ có người bốc phải các bạn nhá. Trùng luôn. Cái bơm rồi luôn. Ăn cái này bình thường ngon lắm nhưng mà giờ anh không có cảm giác gì toàn với cay thôi. Cay nó mất hết vị các bạn ạ. Hôm nay mình cũng không tự tin đâu các bạn. Tại vì hôm nay có thấy Bách có cái chai thần tốc, ra thần tốc nên mình cũng ghê ghê các bạn. Đấy là chai thử tử thần các bạn ạ. Đấy, mình nghĩ là cái chai này các bạn ạ, người ta mua về người ta sẽ múc khoảng một thìa để cho vào nồi lẩu thôi các bạn ạ. Đấy. Thì ăn trực tiếp này nó rất là cay. Chừng không chịu được đúng không? Đấy. Mình cũng thách đấu luôn là xem bạn nào mà đến đây ăn hết cái chai này tài mình sẽ thưởng luôn các bạn nhá. Gọi tài tỏa đến. Đấy, mình nghĩ là người ăn cay nhất cũng phải nhằn chừng với lại cái chai này các bạn ạ. Rồi. Bỏ hết chai ở sợ. Rồi, cố lên. Đấy, anh Hoàng còn bằng này nữa các bạn nhá. Cường còn ít thôi, Nguyên cũng thế. Cày lắm, cày lìa lìa luôn. Đấy. Một nước đau rồi các bạn. Chịu thua chưa? Em vẫn cố, xong rồi nhận được 10 triệu không. Rồi. Cày con sao đây? Cày của anh rồi. Đấy các bạn ạ, ăn nhiều cay nó tê lưỡi các bạn nhá. Tí qua giật tay luôn. Rồi. Anh Hoàng cố lên đi. Đấy, dạo này ở trên miền Bắc mình đang mưa bạn ạ, trời đang mưa. Mình đang rất chịu cố bạn ạ. Rồi. Cố lên. Mình 4 vòng tham gia ngồi. Đấy, không ăn được nữa thì chịu thua. Ăn được thì chịu thua bạn nhỉ. Nạo mưa các bạn ơi. Rồi, trời lại mưa rồi. Cố lên.
Đấy, Nguyên chịu thua chưa? Em chưa. Rồi, anh Hoàng. Chưa. Chưa thua rồi các bạn. Rồi, nhanh lên, trời mưa rồi các bạn ạ, mình sẽ chuyển vị trí các bạn nhá. Cố lên. Các bạn ơi, mình còn đóng 2 cái và mình hết rồi nha con. Nào, đấy, chốt đi. Rồi, Nguyên hết rồi, lốt miếng. Mình còn 2 cái các bạn nhá. Xong. Chốt lốt bà. Anh Hoàng, Cường. Lốt đi. Rồi. Ủa, mưa rồi. Bao nhiêu mưa chưa? Chưa. Đang mưa mình chuyển vị trí các bạn nha. Rồi các bạn ơi, trời mưa quá mình chuyển đến đây các bạn nha. Đấy, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bốc cam đi. Chỗ này sáng thật các bạn ạ. Đấy, chỗ này sáng thật. Mình bốc cam phải cái gì nhá các bạn nhá. Rồi. Nước ngọt các bạn ơi. Nước ngọt. Chết thẳng cháu ơi. Siêu cay X10 các bạn. Siêu cay X10. Wow. Người X3. Sáng sáng X3. Ok. Anh Nhiều Hàng sẽ mày thử. Thảo quá. Thảo quá. Cái gì có người ra. Rồi các bạn ơi, cuối cùng chai X10 thần tốc này lại về tay anh Hoàng. À, sắp giang hồ là mình rồi đó. Đấy, không biết có thần tốc ra mà nè, nước ngọt. Máy X3. À. Đấy, các bạn đối các bạn nhá. Các bạn này. Yeah. Wow. Nhìn đâu đã sợ các bạn ạ. Thôi được rồi. Đấy, ít thôi. Ít thôi nhé, không nhiều. Ít thôi nhé, không nhiều. Vì nhiều sẽ hết. Mình đối các bạn nhá. Rồi, đây hoa. Cay thật các bạn ạ. Nếu anh Hoàng ăn cái chai này nó rất là đẳng cấp luôn nhá. Đấy, cố lên. Wow, nhìn mình nhìn lại thấy sợ các bạn ạ, cả lăng mình không trụ rồi. Rồi. Rồi, mình có phải thử. Các bạn ơi, mình ăn như các bạn nhá. Rồi, người ăn đi. Ui, các bạn ơi. Mùi nó hát thật. Đấy. Ui, nhiều gà quá. Các bạn ơi, mình lấy can đảm để ăn nhé các bạn nhá. Ăn 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 ăn. Cố lên. Mình đã chấm chấm thêm cho nó đẳng cấp. Đẳng cấp. Để mình ra cho nó xứng đáng. Rồi. Các bạn ơi, ăn cay quá rồi, uống Pepsi xem một miếng có hết không, vừa bách ra thật. Mình lấy can đảm nhé các bạn nhá. Bây giờ 2 miếng này. Bách lối tận 2 miếng cơ mà các bạn nhỉ. Biết wow. Rồi. Sao wow. 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 Cay quá. Con không không. Cọc cay. Hảo ơi, hảo ơi, hảo ơi. Hảo ơi. Mình đã cố gắng các bạn nhá. Rồi. Đấy các bạn ơi, Nguyên sắp hết đĩa. À chưa hết được. Nhớp ăn chứ mà chốt bù à. Rồi. À. À. Bún áo bún lão. Có chén được tiếp không? Đấy các bạn ơi. Thế mình vẫn cố gắng thôi các bạn nhé. Rồi anh Hoàng ăn hết cái đĩa này. Rồi đẳng cấp các bạn ạ. Đúng anh Hoàng hết đĩa này mình sau mình tự xin thua. Mình cay lắm các bạn. Mình tự xin thua luôn nhá. Đấy. Sao? Ngon thật các bạn. Các bạn nó cay cay vô rồi các bạn. Ui. Đấy. Pepsi hơn nhiều các bạn ơi. Anh Hoàng ăn được các bạn ạ. Ui. Đây. Đấy, chứng tỏ một điều là bách kém các bạn ạ. Đấy các bạn ơi. Đĩa thần chết các bạn ạ. Bạn nhìn như này không? Đấy các bạn nhìn này. Đấy. Ok. Ui. Đấy, Nguyên sắp hết rồi các bạn ơi. Mình ăn cố lên nha, mình cũng cay hết rồi, mình vẫn cố gắng giành phần thắng mà. Rồi. Thật cuối bạn nhé. Đấy. Anh Hoàng cảm nhận là đĩa này với đĩa Sam Giang thế nào? Đây chắc tầm gấp 100 lần. 7 hoặc 8 lần cái kia ạ. Rồi. Nếu bỏ 10 lần hơi quá nhưng mà nó tầm 7-8 lần vậy á. Rồi, đấy các bạn ơi. Anh Hoàng không chảy nước mắt các bạn ạ, nhưng Bách chảy nước mắt. Một phát mồ hôi các bạn. Bút lóc. Bút lóc luôn. Rồi. Cố lên. Mày qua được vòng nước các bạn ạ. Đấy, Nguyên sắp hết rồi. Có phương ngạo cố gắng gần phần thắng các bạn. Rồi. Cố lên. Vì các bạn uống Messi là bụng nó cứ lâng lâng kiểu gì ấy. Cố lên nha. Mình phải cố gắng bạn. Nếu vòng sau mà mình bấp vào cái này chắc chắn mình sẽ ra. Nhưng mà tại vì giờ mình quá cay rồi, mình vẫn cố gắng vậy á. Rồi. Rồi. Nếu vòng sau mình bấp vào chai phá mình phải ra. Vì đến tầm lúc này mình rất là cay rồi, mình phải cố gắng vậy. Rồi, nếu anh Hoàng... Quá cay luôn bạn. Các bạn ơi, anh Hoàng ăn được cái đĩa thần chết này các bạn ạ. X10 này là đẳng cấp các bạn nhá. Đấy, Bách phải ra ngay vòng 1 các bạn phải biết nó như thế nào rồi.
Đấy, cố lên các bạn, nếu mình bốc phải thần chết này cũng mình cũng chim rút các bạn. Đấy, nguyên dài đi chưa? Chưa, còn một miếng thì ra này cơ mà. Cũng cay, đến tầm này cũng khó nuốt rồi anh ạ. Rồi, ok. Mình đã hết 80 cái nem chua rồi. Đấy, nem chua rán rồi. Phải quá. Rồi, còn mình anh Hoàng thôi. Cố lên. Ok. Còn một miếng, cố lên nha. Cố lên. Đấy, bút bày quá mồ hôi rồi. Đấy. Vẫn chịu thua chưa? Em chưa, cay nhưng vẫn chưa chịu thua. Rồi. Uống Pepsi. Rồi. Rất là phục anh Hoàng các bạn ạ. Diễn mất rồi, ăn được chai này. Đấy, đây rồi, ok. Có ai chịu thua chưa? Chưa. Vòng tiếp theo. Rồi, các bạn ơi, anh Hoàng rất cố gắng. Các bạn chịu thua chưa? Chưa. Quá mạnh các bạn ạ. Bốc thăm nha. Nào. Ê, để em bốc. Đấy. Làm mù là gì là phạt các bạn. Đấy, trận chiến hôm nay. Hôm nay mình mở không bốc. Các bạn ơi, mình sao ra X10. Chưa cả X10. Nước ngọt các bạn ạ. Ôi, mình lại sao ra X2 các bạn. Anh Hoàng lại sao ra X2. Ok, được rồi. Đèn đi. Rồi, các bạn ơi, anh Hoàng lại Sam Giang như X2 nhá. Ui, chạy đơn giản. Không biết mình có qua được không ạ? Rồi, đấy. Rồi, nước ngọt. Ui, Nguyên, trải nghiệm chạy đi. Người. Đấy, các bạn, chạy thần chết. Cố gắng nhá. Cố lên. Nguyên chắc được miếng là mất hút. Đấy, các bạn nhìn này. Nâng cao cho các bạn nhìn. Đấy, các bạn nhìn chưa? Ok, được rồi. Rồi, không cần nhiều. Đấy, các bạn, rồi. Mình không biết là Nguyên nhào nhưng mà mình nghĩ Nguyên chắc không thể. Nâng cao lên, rót cho đều. Đấy, các bạn nhìn chưa? Tớ như siro này các bạn ơi. Một miếng này đi các bạn. Đấy. Wow. Các bạn nhìn chưa? Mình giờ vẫn thấy cày lắm rồi các bạn. Rồi. Nhìn thấy cái này giờ sợ luôn nhá, run các bạn. Đấy. Cầm tự động run. Nào, Nguyên. Trải nghiệm đi. Nguyên ăn chưa? Giờ bắt đầu ấy. Wow. Là sao đấy? À, ăn được. Nhanh mình ăn mình còn thấy sợ vừa các bạn. Rồi Nguyên chạy các bạn nhá. Bách cũng một miếng ra đi. Rồi Nguyên một miếng ra đi. Như anh Hoàng em một đĩa rất đẳng cấp. Bách ba miếng ấy. Rồi. Quỷ lọ các bạn. Ok. Được hết. Anh Hoàng ăn hết đĩa này. Mình nghĩ anh Hoàng sẽ thua thôi. Anh Hoàng không mặc cố được các bạn. Cái đĩa trước mình anh Hoàng còn là cố. Các bạn ơi, mình không thể quay được Nguyên đang chạy ra chỗ nào, các bạn ạ, hú ở đâu rồi. Nguyên đang đi ấy, đi mẹ rồi. Mình xin thua ạ. Sao? Các bạn mình vừa tay vừa nho các bạn ạ. Không đi hết rồi các bạn. Tay nữa. Anh chịu thua gì? Mình vừa làm cho mình cố quá. Đấy rồi, không thể cố được các bạn nha. Ăn hết cái đĩa X10 đấy, bây giờ đến X2 các bạn ạ. Nó rất là lo và cay. Mình còn lo. Thế hôm nay Cường là người chiến thắng. Yeah. Rồi các bạn ơi, đấy mới tìm ra được một chai thần tốc các bạn ạ. Có thể cho người chơi ở team mình ra nhanh nhất các bạn nha. Đó là loại chai siêu cay X10 các bạn ạ. Mình vào cái mình ra luôn. Họ chạy đến luôn ạ. Mình ra yêu vòng 1 các bạn ạ. Rồi. Mày quá yêu đuối. Anh Hoàng ăn hết một đĩa các bạn ạ. Rất là đẳng cấp các bạn ạ. Đấy. Thì các bạn ơi, đấy là chai cay bọn mình mới tìm ra các bạn nhá. Rồi, hôm nay Cường là người may mắn các bạn ạ. May quá. Đấy, trận chiến hôm nay là may mắn các bạn nhá. May mắn thôi các bạn ơi. Hai ông cuối được nước ngọt. Rồi, thì Cường đã lăn chắc đồ của mình các bạn ơi. Thì hôm nay mình sẽ không phạt các bạn nhá. Trời mưa mình sẽ không phạt các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nhá. Còn bây giờ, xin chào hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo nhá. Bye. Bye.